cùng đường truyền thấu lực tạo ra đội bóng thắng bằng chân của Tiến Linh. Tiến Linh cũng đã quan sát rất nhanh. Sau giải đấu này thì người sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đó là ông Gong Ho Kyun. Sau những tình huống mà Văn Tùng rồi Nhâm Mạnh Dũng hoạt động rất tích cực để phá sức hợp với đội bạn. Yeah.
birthday in Hanoi today, and just arrived, and the football match was going on, and well, Vietnam has won, and we're very happy about it. I'm Yannick from Vietnam, and yeah, the atmosphere here is absolutely amazing, and you're the best football fans I ever. Không thể tưởng tượng được. Bóng đi đúng vào góc chết và thủ môn đội bạn Cao In, thủ môn dày dặn kinh nghiệm của tuyển Thái Lan đánh bó tay. Chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0. Đây là phút thứ 84 của trận đấu. Tất cả vỡ hòa đi vui. We're gonna win the gold medal, guys. See you in 31st. Xem lại đường truyền của Phan Tuấn Tài, quả lắc đầu quá hiểm. Bàn thắng ít thấy với các cầu thủ Việt Nam, nhưng Mạnh Dũng đã thành công. Phan Tuấn Tài cũng đặt dấu ấn của mình trong một trận đấu đánh giá chính thay Lê Văn Xuân và rót bóng.